Con cứ nói đi, mẹ không bảo gì đâu. Mẹ nhìn con đây này, đầu con trụi húi rồi. Con là xã hội đen đấy. Mẹ có tin con chọc một phát mẹ chết không? Thế à? Đúng. Mẹ có tin không? Con chọc một phát mẹ chết bây giờ. Mẹ tin không? Mẹ có tin không? À, mẹ. Mẹ của tin không? Tin chưa? Mẹ tin chưa? Thế mẹ định làm gì? Mẹ nói đi. Mẹ xin lỗi con. Hả? Mẹ nhìn con đây này, đầu con trụi đấy. Con xin chết mẹ nhá. Mẹ thừa con là sư cơ. Là sư? Mẹ có làm gì thì mẹ cút để cho con ngủ.